có giấc mơ là coi như lúc đó là cô có bầu con bé đầu tiên của cô, là cô thấy anh có về anh báo mộng cho cô cái mộng không lành, cái tin không lành, cho nên là cô áy náy trong lòng, cô quyết tâm cô muốn biết sức khỏe của anh hiện giờ. Trong lòng cô luôn là nhắc nhở cô phải đi tìm tin tức của anh. Đó là cái nguyện vọng cô phải đi tìm. Chú báo mộng cho cô là lúc đó là chú mặc đồ tù, đồ trong tù á, trong cải tạo đó, mà mặc áo cổ tròn vậy đó, mà chú thủng, chú to người lên, chú kêu tịch thượng luôn, Vấn ơi anh chết rồi, nói như vậy. Vậy trời ơi, cho nên là cô rất là ân hận, cô rất là ân hận. Cô nói nếu mà anh ấy mà có bề gì á, là cô rất là ân hận suốt đời. Ân hận ở chỗ là anh ấy đi cải tạo mà cô không vào thăm được để giúp đỡ gì anh, trong lúc anh đang khó khổ, cho nên cô rất là ân hận. Anh báo tin mà ảnh như vậy, cô nằm mơ vậy, cô nói trời ơi lại trời, cho tôi có thể đánh đổi cái sự nghiệp tôi mà cho tính mạng ảnh được an toàn. Đó là điều mà cô cầu thương nhất quá. Thì thật sự mà nói là cô chia sẻ lên cái này đó thì nó có hai mặt cô, gọi là cái mặt tích cực và cái mặt mà gọi là cái tình cảm, thì phải nói rằng là con khâm phục cô luôn. Còn ngược lại đó thì đôi khi không biết là ông xã cô nghe hay là con cái cô nghe rồi không biết có buồn hay là có nghĩ gì hay không, chứ thiệt là đôi khi thấy cô nặng tình và cô quý trọng cái người đó quá. Cô đến từ Gia Lai cô ha? Cô đến từ Gia Lai, Pleiku, Gia Lai. Dạ. Thưa các cô chú và các anh chị thân mến, trước màn hình chúng ta là cô Vấn đến từ Gia Lai. Thì câu chuyện của cô Vấn là một câu chuyện cũng khá là đặc biệt, nên là giờ đây thì Tuấn Vĩ cùng cô sẽ cùng trò chuyện, mong được cái sự giúp đỡ của cộng đồng. Và cô gửi lời chào đến cộng đồng cái cô ha. Kính chào chương trình Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương, và kính chào tất cả cộng đồng mạng, quý vị trong cộng đồng mạng thường theo dõi chương trình Kết Nối Yêu Thương của Tuấn Vĩ. Tôi tên là Nguyễn Thị Vấn, đến từ Pleiku, Gia Lai. Dạ. Thưa quý vị, thì giờ đây Tuấn Vĩ xin giới thiệu sơ về câu chuyện của cô Vấn để cho cô chú anh chị chúng ta nắm được cái nội dung trước khi xem. Thì Tuấn Vĩ nhận được tin của từ cô thì khá là lâu. Cô gửi cho Tuấn Vĩ rất là nhiều qua Zalo. Nhưng câu chuyện của cô đó thì thực sự là Tuấn Vĩ đã từ chối. Tuấn Vĩ không có nhận để mà hỗ trợ cô trong cái việc cô tìm bạn, tìm người. Vì có những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là lâu nay Tuấn Vĩ giải quyết cái việc mà những người cùng huyết thống đã giải quyết không hết cô. Dạ, con trao đổi như vậy để thứ nhất là mong cô thông cảm, và điều thứ hai nữa mong cộng đồng hiểu là những người trong huyết thống là con một ngày như vậy là con phải nói là con không nói cái số lượng là bao nhiêu, con làm theo cái sức làm theo cái sức của con thôi. Nhưng mà đại khái là có những người là cả hàng mấy tháng con cũng chưa tiếp nhận được, trong lúc đó là người ta rất là tha thiết, mẹ tìm con tìm mẹ, cha con tìm nhau rồi này kia. Trường hợp đó nó đang cần. Dạ. Còn cái trường hợp của cô đó thì là cô tìm bạn tri kỷ mà trước đây cô đã từng gọi là ngưỡng mộ người đó. Cái lý do mà hôm nay Tuấn Vĩ cập nhật đó là dù sao cô cũng đã từ trên Gia Lai cô đánh đường xuống đây để mà cô tha thiết, nên là Tuấn Vĩ nhận thấy cái sự mà tha thiết của cô trong cô là có. Và thật sự theo như cái lời tâm sự của cô thì cô nói rằng nếu cái chuyện này mà cô không có nỗ lực để tìm kiếm nữa thì thành ra trong lòng cô cứ băn khoăn, và cô cảm thấy rằng là đó là một cái sự mà coi như dằn vặt lương tâm. Thật sự là như vậy. Cho nên là hôm nay đó thì Tuấn Vĩ xin được mong cộng đồng là lắng nghe câu chuyện của cô và giúp đỡ cô. Thưa quý vị, là bây giờ thì cho phép con được ngồi qua cái ghế bên kia, con sẽ được phỏng vấn cô và hỏi cô đôi điều cô ha. Dạ. Thưa cô, vậy rồi trong cái câu chuyện này thì khi cô cập nhật lên thì trước mắt là nói về cái phía bên cô, thì có ảnh hưởng gì hay không, và ông xã cô đã biết cái chuyện này chưa? Cái chuyện này gia đình cô, ông xã cô và nói chung chồng con cô đều là hưởng ứng giúp cô, bởi vì mình là một người phụ nữ thế nào chồng con mình biết. Cho nên đây là một người bạn tốt, người bạn rất là đáng kính trọng. Cho nên là cô cũng tâm sự chia sẻ với chồng con cô rồi.
cho nên chồng con cô rất là thông cảm và rất hiểu và cũng quý người này. Qua cái tâm sự của cô chia sẻ với chồng con cô thì gia đình cô cũng rất là quý người này. Bởi vì người này người ta có một cái bản chất là phải nói là rất là cao quý, một tấm lòng, một con người mà rất là đáng kính trọng. Cho nên gia đình cô rất là nghe qua lời kể của cô thì chồng con cô cũng rất là tin cô, hưởng ứng là cô nên tìm để biết là bạn này còn bình yên hay không kể từ ngày cải tạo đến giờ. Cho nên đó là chồng con cô cũng rất là quý người này. Qua cái lời giới thiệu của cô, chồng con cô cũng rất là quý, cho nên khuyến khích cô và ủng hộ cô để cô đi làm việc này. Chứ cô cũng có một gia đình, có dâu có rể, có một gia đình không gọi là quá hoàn hảo nhưng cũng tạm gọi là hoàn hảo. Cho nên là cô cũng mạnh dạn cô mới đến tới đây. Chứ nếu mà có phiền phức thì cô cũng dám đâu. Bởi vì mình người phụ nữ phải giữ kín cái chuyện hạnh phúc của gia đình mình. Mình phải bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thưa cô, là trước tiên đó là con nghe cô nói vậy con rất là yên tâm là thứ nhất nè. Thứ hai nữa là con rất là hoan nghênh và ngưỡng mộ cái tình cảm của gia đình của cô dành cho cô, chồng của cô, con của cô dành cho cô cái điều đó. Thì thực sự cái này là tùy theo quan niệm của từng người. Đúng rồi. Nếu mà người rộng lượng đó thì rất là thoải mái. Đúng miễn rồi. Là cái người mình yêu quý vui, ví dụ chẳng hạn như miễn là người vợ của mình vui vẻ, miễn là mẹ của mình vui vẻ thì mình sẽ làm tất cả. Vì vấn đề đó là mẹ cũng là không phải là thiếu suy nghĩ con nít này kia nữa, mà mẹ đã là một người mẹ mà mình tin tưởng và mình yêu quý, hay là một người vợ mà mình yêu quý, thì những cái hành động của mẹ hay là những cái việc mà mẹ làm thì đương nhiên là mình tôn trọng. Thì cái điều đó là con rất là đáng mừng và đáng trân trọng cái tình cảm của gia đình cô dành cho cô. Trước tiên là vậy cô ha. Vậy là khi mà thứ nhất là được gia đình ủng hộ nè, điều thứ hai nữa là cô đã đến đây thì cô cũng hiểu rằng là con sẽ cập nhật lên cộng đồng. Đúng thì, rồi. Dạ, bởi vì là trong cái chuyện tìm người đó không phải là con tìm. Đúng mà rồi. Là nhờ cộng đồng ai biết thì chỉ dùng. Đúng, đúng rồi. Ha. Dạ. Rồi vậy cho con hỏi là chú đó là tên gì cô? Chú đó tên là Hiếu. Là cái người bạn cô bây giờ, người bạn tri kỷ là tên Hiếu. Còn chồng cô không phải tên đó. Dạ dạ con hiểu. Ý con hỏi là cái chú mà bị thất lạc đó là người bạn tri kỷ của cô đó, là chú đó tên Hiếu. Vậy là chú Hiếu đó là trước đây cô quen biết ở đâu? Cô quen biết là lúc đó chú là một sĩ quan công binh Việt Nam Cộng Hòa. Chú vừa ra trường là chú đóng quân, chú về Pleiku. Chú làm việc, đóng quân làm việc tại Pleiku. Thì quen cô tại Pleiku vào năm 70-71 á. 70-71 là chú làm việc tại Pleiku. 70-71-72 rồi đến gần cuối năm 72 là chú có một lý do mà chú đi vô đổi vô thác Phú Cường. Nơi đó cũng là nó cũng hồi đó kêu là thác Phú Cường mà thuộc tỉnh Pleiku, bây giờ gọi là thác Phú Cường thuộc huyện Chư Sê mà tỉnh Gia Lai. Đến ngày mà chú vô đó năm 73 là chú vô đó, đến khi năm 75 là giải phóng về là chú được đưa đi cải tạo. Rồi chú có một người bạn cùng đơn vị, cô tìm hỏi thì có một người bạn cùng đơn vị cho cô biết là chú cải tạo Lê Bông hay là Gia Trung gì đó, hai cái trại đó gần nhau. Nó cũng cùng thuộc một cái huyện đó luôn. Thưa cô, là người bạn đó là tên gì cô có nhớ không? Người bạn nào? Người bạn của chú Hiếu đó. Cô không biết tên luôn, hình như tên tên cái người đó thì giờ chết rồi. Người đó mất rồi. Mất rồi, chết rồi. Dạ. Cô có vừa rồi cô có tìm để hỏi thăm người đó về cái quê hương của anh Hiếu đó, nhưng mà người đó chết rồi. Dạ. Rồi cho con hỏi thêm nữa là thời điểm đó là chú Hiếu làm sĩ quan hả cô? Sĩ quan, các bậc anh là chủng úy, mới ra trường là chủng úy. Mới ra trường là chủng úy. Rồi sau này anh đổi vô vô Phú Cường là không biết anh lên cấp bậc gì thêm thì cô không có liên lạc được. Rồi đại đội nào hay là cái gì ở? Hồi đó anh ở Pleiku là cô biết anh là 20 công binh. 20 công binh. Tại đóng quân tại Pleiku, thành phố Pleiku á. Cũng hy vọng là cô cung cấp thông tin đó thì là những người bạn hoặc là những người cùng đơn vị. Cùng đơn vị là hầu đó cô chỉ biết là
những người bạn của ảnh là cô biết ít thôi, là coi như một số hạn chế là tại cô cũng giao du nhiều đó. Yeah. Chỉ biết những người hay đi với anh á là anh Thiếu Uy Tấn và anh Trung Uy Tuấn và Đại Uy Muôn, Đại Uy Thủ, mấy ông Muôn ông Thủ thì già rồi, chắc mấy ông chết rồi. Đó là những người cô biết được. Yeah. Vậy thì theo cô thì năm nay là chú Hiếu là khoảng bao nhiêu tuổi cô? Ảnh cỡ 74-75 tuổi á. À khoảng 74-75. Dạ. Thì cũng hy vọng là chú còn khỏe cô ha, hy vọng vậy đi cô ha. Cô biết đó là cái may thôi, chứ cô đi tìm này là cũng mục đích là để biết sức khỏe của chú là từ ngày là cải tạo đến giờ chú có được bình an hay không. Trong thời gian mà cô rất muốn biết là từ ngày chú cải tạo chú có đủ sức khỏe để về với gia đình hay không. À. Cho nên việc tin cô không biết quê hương của chú, không biết địa chỉ quê hương của chú, nên cô không biết đâu để cô tìm về, để hỏi thăm về sức khỏe của chú. Dạ. Cho nên cô tìm đây để cô lên nhờ chương trình giúp cô, và chương trình và tất cả quý vị trong cộng đồng gần xa chia sẻ, lan tỏa cái tin này. Dạ. Để cô sớm được tìm được tin của chú, để biết chú còn cái sự an nguy mắc còn của chú trong tính mạng của chú từ ngày giải phóng đến giờ. Cô chỉ yêu cầu là cô mong ước là được biết tin chú còn mắc vậy thôi, sức khỏe chú như thế nào. Chứ còn nếu mà bây giờ anh Hiếu mà còn khỏe ở trên cõi đời này mà nghe được tin này thì sớm giúp cho em biết được hai chữ bình an của anh, đó là điều em cầu mong nhất. Nếu được như vậy thì em chúc mừng anh. Và còn nếu mà không may anh rơi vào cái hoàn cảnh nào mà khó khăn thì em cũng xin được sẵn sàng đón nhận cái tin anh báo cho em, là cái tin anh gặp khó khăn anh báo cho em sớm nhất, để em có thể, nếu em có thể, khi em còn khỏe, em còn đủ cách để mà hỗ trợ trong cuộc đời anh khó khăn. Chỉ có vậy, đó là ước mong của cô. Yeah. Và cũng mong cộng đồng tất cả quý vị trong cộng đồng gần xa thân thương chia sẻ cái loan tỏa thông tin này, tất cả những quý vị trong cộng đồng, trong đó là cô có thể có những là anh em bạn bè của anh Hiếu hoặc là làng xóm quê hương của anh Hiếu. Dạ. Thì để và cô và mình xin nhắn tin đến Bích Vân, là người đó mình xin được mạng phép là được gọi tên Bích Vân, đó là em ruột, em gái ruột của anh Hiếu. Hồi đó anh Hiếu có tâm sự với mình đó là anh có người em tên Bích Vân đi du học bên Úc Đại Lợi vào năm 71. À, cho nên đó là mình chỉ biết được tên Bích Vân nhưng mình chưa được chưa được đối diện với nhau, chưa được gặp gỡ. Cô Bích Vân là sinh năm 71 hả cô? Không, đi học năm 71. À, đi học năm 71. Đi du học bên Úc là năm 71. Em gái của em gái anh Hiếu á, em ruột kế anh á. Ngoài ra nữa thì cô có nghe nhắc đến tên ai ngoài chị Bích Vân ra không? Ngoài Bích Vân nữa là có một người chị của anh đó là dược sĩ, nhưng không biết là tên, không biết tên. À, làm dược sĩ. Làm dược sĩ, học dược sĩ, đã ra trường mà không biết tên, anh không nói tên, thành thử mình cũng không hỏi sâu lắm. Vì cuộc sống của con người mình không muốn đào sâu, mình không dám đào sâu. Và anh có một người anh nữa là làm gì bên ngành công chánh, mà kỹ sư công chánh hay gì đó, lâu quá giờ nhớ mày mày vậy thôi. Còn ba của anh là hồi đó, cái thời đó là thời năm 71-72 là ba ảnh là tu sĩ, tu tại gia. Ba ảnh là đi tu tại gia. Trong những cái việc tìm người nếu cùng huyết thống thì là nó dễ ở cái chỗ là thử nghiệm ADN nó sẽ ra. Đúng rồi. Còn nếu ví dụ như tìm người không phải là cùng huyết thống, là bạn tri kỷ giống như cô vừa nêu trên đó, thì cô nên giữ lại một cái gì đó gọi là cô chưa nói hôm nay. Đúng rồi. Để rồi khi mà đối chứng đó thì có cơ sở để mình tin. Còn nếu mà cô nói ra hết rồi thì nó đôi khi mình cũng không có xác định được cái người mà trò chuyện với mình đó là có chính xác hay không. Đúng rồi, mình sợ cái sự mà Có nghĩa là mình cũng không có nghĩ là người ta gian, nhưng mà cũng có sự nhầm lẫn đó cô. Ví dụ như có ai đó cũng là có người anh tên là Hiếu, và ví dụ là vậy đó, thì đôi khi sợ sự nhầm lẫn nên là
cô nên giữ lại một cái mà không biết có còn đúng cái rồi. Nào để giữ không? Có còn nhiều. Có còn nhiều trong kỷ niệm, còn còn nhiều nếu mà muốn biết rõ thì... Dạ, thưa cô, con xin ngắt lời chút xíu là giữa kỷ niệm của cô về chú đó thì con tin rằng là nó còn nhiều cái. Nhưng mà gọi là để mà người nhà báo tin đó, chẳng hạn như là nói ví dụ, chẳng hạn như nói chú mất rồi, chẳng hạn như vậy. Đúng rồi. Thì trong gia đình có những ai này kia đó thì nên để lại một người. Nên chừa lại một người. Đúng rồi. Rồi mình trò chuyện tiếp hả cô ha. Dạ, về cái khía cạnh đó thì con nắm được ba thứ đó thì là khi nếu người trong cuộc thì họ biết rồi. Có nghĩa là thứ nhất là chú tên Hiếu này, thứ hai nữa là có người em tên là Bích Vân, và thứ ba nữa là có một người là dược sĩ. Chỉ là một dược sĩ. Đúng rồi, còn để lại người khác đi. Dạ, còn để lại một tới hai người đi cô. Đúng rồi, để lại hai người đúng rồi. Dạ. Hoặc là trong gia đình bao nhiêu người này kia đó thì nên để lại một người cô ha. Dạ. Cái đặc biệt mà ray rứt trong lòng cô á, cái thứ nhất á là cái lý do mà ảnh đổi vào Thác Phú Cường á, có lẽ cũng vì trong cái yêu cầu của ảnh mà cô lúc đó cô còn trẻ dài lắm, cho nên cô không đáp ứng theo cái yêu cầu của ảnh. Yêu cầu của anh Hiếu là cũng rất là văn hóa, cũng rất là quý mến chứ không phải không. Là cái yêu cầu của ảnh là ảnh muốn hai đứa, ảnh muốn mời ba mẹ ảnh ra để là đến hai cô với chú được đến hôn nhân. Nhưng mà lúc đó cô còn nhỏ, cô còn trẻ quá, cô chưa dám nghĩ tới, và trong hoàn cảnh gia đình cô không thể. Lúc đó mà cô bước ra đi lập gia đình thì gia đình cô rơi vào cảnh khó khăn, cho nên là cô phải chấp nhận, rất mến, rất quý, rất trọng chú, nhưng mà cô không thể thực hiện theo cái ý muốn của mình được. Yeah. Cho nên là cô đã từ chối, cho nên là chú buồn. Đó là một cái ân hận thứ nhất của cô. Và ân hận thứ hai là trong khi mà chú bị hoạn nạn, chú đi cải tạo, mà cô vào thăm vào trại cải tạo, cô không đủ chứng từ và giấy tờ chứng minh cô là người thân của anh Hiếu để mà vào trại thăm ảnh. Cô không được gặp ảnh trong lúc ảnh hoạn nạn là cô rất áy náy trong lòng. Cô không biết là ảnh còn hay mất, bởi vì cô nghe nhiều người ta bị sốt rét rồi ta bị bệnh này bệnh nọ, ta chết rất là nhiều. Cho nên cô luôn luôn ân hận trong lòng, không biết giờ này là ảnh có còn khỏe hay không, ảnh có đủ cái bình an để trở về với hạnh với gia đình ảnh, và ảnh đang hạnh phúc với ảnh như thế nào. Cho nên cô rất mong muốn được biết được cái tin về anh đó, là ảnh cái sự mất còn an nguy của tính mạng ảnh từ ngày cải tạo tới bây giờ, là cô rất tha thiết là được biết như vậy. Nếu anh khỏe bình an thì cô chúc phúc cho anh được như ý, trời Phật đã giúp anh. Còn nếu mà ảnh có rơi vào hoàn cảnh nào đó thì cô cũng lúc mà lúc bây giờ thì cô không biết là cô sẽ mất sức khỏe đây vào lúc nào, cô không biết, bởi vì cô đã trên 70 rồi. Cho nên cô cũng không hy vọng là mình còn lâu được với vô thường. Cho nên cô cũng mong sớm nhận được tin của anh Hiếu để mà cô biết được lúc mà cô còn hơi thở trên cuộc đời này. Để biết nếu ảnh còn, ảnh biết cô vẫn khỏe và cô vẫn biết ảnh vẫn khỏe, để mà mừng cho nhau thôi. Vì nếu mà ảnh rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì cô xin được mạng phép gia đình là được trợ giúp ảnh nếu với khả năng mà cô có được trong lúc này. Và mong rằng cô sớm nhận được cái tin bình an của anh. Đó là điều cô cầu mong nhất, và mong cả cộng đồng giúp đỡ giùm để chia sẻ thông tin này. Thật sự là con rất là ngưỡng mộ về cái tình cảm, cái sự mà còn nghĩ đến người khác, giống như là trường hợp của cô. Thật sự mà nói là qua đó con thấy rằng là cô sống rất là nội tâm và rất là tình cảm. Rất là nhân văn, rất là tình người. Thì nếu mà chú Hiếu mà có nghe được cái tin này chắc chú cũng rất là vui. Chú cũng rất là vui vì có một người bạn mà là bao nhiêu năm như vậy mà vẫn còn nhớ đến mình và vẫn còn quý mình như những ngày, như những buổi ban đầu. Và bên cạnh đó con lại quý gia đình cô hơn là những cái việc gọi là riêng tư. Như trường hợp của cô mà ông xã cũng ủng hộ và con cái của cô cũng ủng hộ. Cô cũng rất là quý chồng cô. Cô tôn trọng chồng cô ở chỗ là chồng cô rất là quý cô và cũng tôn trọng bạn của cô. Cho nên trước khi mà chồng cô mà
đến cưới cô á, là cô cũng có trình bày thật với chồng cô là cô có người bạn tên Hiếu mà sĩ quan đang cải tạo, vậy chờ khi nào anh đó về rồi nếu anh đó không về mới cưới cô. Thì chồng cô vẫn đợi, nhưng chồng cô đợi thấy lâu quá, anh yêu cầu thôi bây giờ cưới đi cho anh đợi lâu quá rồi. Vậy đó hả? Xong là trong khi mà anh chuẩn bị cưới thì cô cũng có nói là nếu mà bây giờ mình cưới trước thời gian hẹn chờ thì nếu mà anh Hiếu anh có ra cải tạo, anh ra trường cải tạo rồi mà anh hạnh phúc, anh mạnh khỏe, anh hạnh phúc bình an thì thôi, mà nếu không may anh bị tàn phế, anh bị bệnh hoạn thì anh cho em giúp ảnh với tư cách một người anh em thôi, chứ em không có một cái ý gì hết. Yeah. Em làm vợ anh là anh vẫn biết, em khi em làm vợ anh là anh chỉ biết tất cả. Chồng cô cũng ủng hộ, cũng ok luôn, đồng ý sẵn sàng cho cô giúp nếu bạn cô trở về mà gặp vào hoàn cảnh khó khăn. Nói chung là cô rất tôn trọng chồng cô ở chỗ đó. Anh ấy rất là thoáng. Anh ấy là coi như là với yêu cầu của cái gì là anh ấy đồng ý nấy. Và luôn luôn lúc nào vậy, bạn bè tới là khi đi đâu vậy cũng luôn luôn là quý cô hết trơn á. Đi đâu cũng khoe cô hết trơn á. Thành thử là cô cũng cảm ơn chồng cô chỗ đó, với cũng cảm ơn con của cô rất là thông cảm cho cô. Điều này chính con gái đầu cô á, là nó cũng khuyên là mẹ nên đi tìm bác ấy, thử cái là bác ấy còn khỏe không, chứ nên đi tìm. Tại vì con nghe qua mẹ chia sẻ bác ấy rất là cao thượng và rất là tốt, rất là đừng ông tính, nhưng không có một cái tính mà gọi là thuộc về cái giống. Thành thử cô xin lỗi, mình tế nhị chút. Cho nên anh ấy rất khác với mọi người, một người đàn ông rất khác với mọi người. Cho nên cô trình bày vậy nên là con gái cô nó rất quý. Có một lần cô gọi điện về, cô tìm, cô đi tìm những người mà hồi chung chung đồng đội với anh á, để nghe biết địa chỉ quê hương anh không, để mà cô đi tìm á, thì là người ta trả lời là ông ấy chết rồi, là những cái ông mà ở chung đơn vị á. Thì cháu ngoại cô nó mới nghi không rõ, tại vì nó cùng đi chợ với cô, nó nghi, cô nghi điện thoại á. Thế nó nghi không rõ cái nó gì, nó mép với miệng nó nói mẹ ơi, con nghi có người báo cho bà ngoại là bạn của bà ngoại chết rồi. Trời, con cô nó khóc quá trời. Trời ơi, con gái cô nó khóc quá trời. Cái nó nói nghi bác ấy hiền từ vậy mà bác có bề gì là uổng lắm. Vậy cái chồng nó mới nói với nó, năn nỉ nó nói thôi em, đó là một cái chuyện nếu có gì cũng do ý trời, em đừng có buồn nữa. Thành nữ nói chung là con rể cô, con dâu cô được đều biết cái chuyện này hết. Cho nên cô mới mạnh dạn cô lên cộng đồng, chứ còn mình lên cộng đồng mà nếu không khéo thì nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cháu. Với lại bạn bè cô gần xa cũng là đông, không khéo người ta đánh giá cô là một người ta hiểu sai về phẩm hạnh của cô. Cho nên cô rất là đáng đo trước khi cô làm việc này. Con rất là quý những cái điều cô chia sẻ cô. Thật sự mà nói là con không biết dùng bằng lời lẽ nào mà tả về cái điều đó. Bởi vì thứ nhất là cô cũng đã nêu lên cái quan điểm rằng là không khéo là sẽ bị người ta đánh giá về đúng cái phẩm hạnh của mình. Cho nên là cái cô đã lường được trước cái việc đó mà cô vẫn là quyết định để lên để bày tỏ cái điều này. Thì thật sự mà nói là con rất là ngưỡng mộ cái tình cảm, gọi là cái tình người đó cô. Thì người ta thường nói đó, ví dụ như là cái tình không có thì có cái nghĩa. Cho nên là cái trường hợp của cô đúng thật sự là cái tình không còn nữa thì cái nghĩa là cô vẫn giữ được cái nghĩa. Rất là đáng quý cô. Cho nên là thật sự là con rất là hoan nghênh về cái việc mà con được tiếp nhận cô hôm nay. Và con cũng sẵn sàng con chia sẻ với hai cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là con cũng giúp cô để mong cô kiếm được lại tung tích của người bạn của mình, để rồi trong lòng cô cũng cảm thấy rằng là mình đã làm một cái việc mà bao nhiêu năm nay mà mình mong muốn mà chưa có làm được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó thì con cũng mong muốn là lan tỏa cái tình yêu thương đến cho mọi người. Và cái tình yêu thương này là có bằng chứng cụ thể là cô cũng đã đánh đường từ trên Gia Lai xuống đây, chứ không phải chỉ là ngồi ở nhà để gọi điện hoặc này kia khơi khơi. Bởi vì trong thực tế đó thì cô biết, nếu ví dụ như mà con nhận những người mà tìm bạn học rồi tìm bạn quen biết trước đây hoặc này kia, thì thật sự là một mình con làm không xuể. Và hơn nữa là cái tầm quan trọng trong cái cộng đồng nó cũng không có nhiều, vì một người bạn thì cũng không có gì để mà đáng ấy. Không quan trọng lắm. Nhưng mà qua cái câu chuyện của cô kể thì thật sự mà nói là có thể đối với người khác không quan trọng, nhưng đối với trong lòng cô thì cô ấp ủ cả cuộc đời của cô. Đúng rồi. Cô dai dứt cả đời luôn. Dai dứt cả đời.
Cho nên là con sẽ sẵn sàng để mà chuyển tải cái câu chuyện của cô, bởi vì thật sự mà nói là mình cũng làm việc tốt thôi. Còn nói về cái khía cạnh của bên kia đó thì theo con nghĩ cũng rất là thoải mái, bởi vì chuyện này là cái chuyện quá khứ lâu đúng rồi. Đúng rồi, quá khứ lâu rồi. Nên là nếu ví dụ như mà vợ của chú đúng có biết rồi. Được thì vợ của chú chắc cũng rất vui chứ không có đúng gì rồi. Hết. Cái này nếu mà anh Hiếu có vợ, có gia đình, có con, có hạnh phúc là cô rất là hoan nghênh và cô chúc mừng. Để cô thấy như vậy là lương tâm cô nó không dày vò, là anh vẫn có hạnh phúc như cô hoặc sẽ hơn cô. Đó là cái điều mà cô cầu mong nhất. Cầu luôn luôn cầu nguyện anh phải có hạnh phúc hơn cô và bằng cô và hơn cô, chứ không nên đau khổ. Cô rất sợ anh gặp phải khó khăn. Đó là điều mà cô cũng mong gia đình anh Hiếu nếu nghe được điều này cũng thông cảm cho cô. Là vì một anh Hiếu là một người đàn ông rất là đàng hoàng, rất là chững chạc, nên cô mới quý ngày hôm nay cô mới nhờ chương trình. Dạ. Chứ nếu không là cô không có mạo hiểm như thế này. Dạ. Nói với vậy trong cộng đồng, chứ tại vì cháu biết người Huế mà. Chồng dạ. cô là Huế, à. Quê anh ở Huế. Dạ. Cho nên quê chồng cô là dâu trưởng họ. Dạ. Cho nên họ cũng, em của anh bà đó là cũng làm, cũng dạng cái thuộc cái dạng là có tiếng nói ở ngoài đó. Cho nên dạ. khi mà lên cộng đồng về mà nó nghe thấy á, thì nếu mà nó có ý kiến gì thì nó cũng hỏi anh ông xã cô. Dạ. Cho nên là điều đó cô cũng không sợ lắm. Bởi vì chuyện đâu là thật vàng không sợ gì nữa. Dạ. Cho nên cô làm như vậy để cô nhờ chương trình như vậy, cô lên cộng đồng là để nếu cô biết được tin tức anh Hiếu nếu mà anh mất, thật sự mà nói xin lỗi, nếu mà anh có bề gì thì cô cũng tìm đến tận gia đình của anh để mà cô biết cái chỗ của anh. Rồi còn nếu mà anh còn bình an mạnh khỏe thì cô chúc phúc cho anh, gửi lời chúc tất cả gia đình luôn được ấm áp, hạnh phúc. Còn nếu mà không may anh rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn thì cô không giàu có gì, nhưng mà với tấm lòng của cô là cũng mong được cô có thể hỗ trợ anh được phần nào trong cái cuộc sống của anh, trong cuộc sống khó khăn của anh. Yeah. Đó là cái nguyện vọng của cô. Yeah. Cô rất rất mong tất cả quý vị trong cộng đồng thường xuyên chương trình kết nối yêu thương này chia sẻ, lan tỏa dùm cái tin này để cô sớm nhận được, cô mong sớm nhận được tin lành về anh Hiếu. Có giấc mơ là coi như lúc đó là cô có bầu con bé đầu tiên của cô, là cô thấy anh có về anh báo mộng cho cô cái mộng không lành, cái tin không lành. Cho nên là cô áy náy trong lòng, cô quyết tâm cô muốn biết sức khỏe của anh hiện giờ. Đấy. Yeah. Là đó là tế nhị, cô không nên nói rõ lắm. Yeah. Cô chỉ nói là về giấc mơ của cô không lành, cho nên trong lòng cô luôn là nhắc nhở cô phải đi tìm tin tức của anh. Yeah. Đó là cái nguyện vọng cô phải đi tìm về sự mất còn của anh Hiếu. Có một điều nữa này cô nè, là khi mà con cập nhật cái câu chuyện này lên cộng đồng thì đương nhiên là sẽ có bình luận trái chiều. Đúng rồi. Cái người hoan nghênh và người hoan nghênh cô cũng như là người quý cô cũng rất là nhiều. Bởi vì cá nhân con cũng rất là quý cô vì cái tình, cái nghĩa. Cái việc mà cô cũng sống có tình có nghĩa, chứ không phải là gọi là mình không biết quý trọng những người mà ở trong cuộc đời của mình. Nên là mình kể cả là bây giờ cũng có thể có những cái dị nghị, nhưng mà cô cũng bỏ qua được cái điều đó để cô bày tỏ. Thì cái điều đó là con quý này, là điều thứ nhất. Còn cái điều bất lợi á, và chắc chắn cũng sẽ có xuất hiện những một số comment là ví dụ như chẳng hạn như là cô có thể nói rằng là đang còn nghĩ đến người xưa hoặc này kia, thì cái điều đó, những cái comment đó là không tránh khỏi nha. Cho nên là con nói trước, cái cô đó biết. Dĩ nhiên là mình phải phải đón nhận rồi. Yeah. Nhưng một khi mình đã thực hiện thì mình phải chấp nhận tất cả và mình buông bỏ những cái ý kiến không hay. Yeah. Cái gì mình thấy đúng thì mình nhận, còn cái gì không đúng đối với mình thì cũng không nên buồn. Yeah. Nghĩa là mình làm sao mà để cho nó đúng với lương tâm của con người mình là được. Yeah. Và nó phải có nhân văn và nó có đạo đức. Đó là cô không cần đến cái dư luận. Yeah. Và thưa cô, là từ trước giờ thì cô đã kiếm chú ở những nơi nào và đã đi kiếm chưa chú? Đã đi kiếm chưa cô? Cô chỉ hỏi thăm những người mà ta đi lính mà ta đã cải tạo về đó. Cô hỏi thăm vậy thôi chứ rồi cũng không ai biết. Bởi vì cô không biết được cái nguồn gốc chính của anh, mà chỉ biết được cái tên Hiếu vậy thôi. Vậy biết sơ có gia đình anh vậy thôi. Còn gì nữa thì cô không có, mà cô chỉ còn một tấm hình là hầu tụi cô mới quen nhau đó, là ảnh mặc đồ lính. Dạ. Là đã năm trên 50 năm rồi, cho nên giờ tấm hình nó cũng cũ và nó hơi nhòa rồi. Dạ. Về thưa cô, là
Cô có nghi ngờ là chú ở khu vực nào không cô? Cô nghi ngờ là chú ở về miền Nam này này mà không biết ở đâu. Cô nghi nhất là Cần Thơ. Cần Thơ và Cà Mau, Rạch Giá gì đó. Ở miền trong này này. Bởi vì anh nói như vậy này, có mấy người bạn anh chọc cô nói chứ thằng Hiếu nó thích lên miền cao nguyên, còn cô Vắng này nó thích về miền sông nước. Thành nữa là mấy người bạn anh chọc cô á, cho nên là cô nghĩ rồi. Chứ em có một lần anh nói là anh xin phép cô cho anh vào thăm ba má cô, rồi để anh về trong đó anh rước ba má anh ra, anh mời ba má anh ra đến gia đình em để hai đứa được đến với nhau. Thì về trong đó ra thì cô nghĩ cái phía trong này thôi. Dạ. À vậy là nghi ngờ vậy cô ha. Dạ, mà cô nghi ngờ là chắc chắn là anh ở từ cái miệt từ Cần Thơ trở tới Cà Mau vậy, mà trong cái vùng này thôi mà cô không biết chỗ nào. Dạ. Vậy là có thể là ở miền Tây là ở miền Tây đúng rồi, chắc nói về ở miền Tây là chắc chắn á. Dạ, còn mà ở tỉnh nào thì đúng rồi, chưa ở chắc tỉnh nào chưa chắc. Cho nên cô rất muốn biết, cho nếu hồi đó mà cô biết được cái địa chỉ quê hương ảnh thì lúc ảnh khai tạo cô sẽ về quê hương ảnh để cô lấy địa chỉ để lên cô đủ tin tức, để mà cô đủ tin tức về người thân của ảnh để cô đi thăm được. Dạ. Thì cô với ảnh cũng cô không có bị rây rứt như bây giờ. Dạ. Vì lý do của anh cải tạo mà cô không đi thăm được đó, nên cô rất là rây rứt. Dạ. Theo cô nghĩ cũng có thể nào chú cũng muốn kiếm cô mà không có cách kiếm, hoặc là chú không dám kiếm hay không? Theo cô nghĩ thì tính của chú thì rất là bảo vệ gia đình, cho nên nhiều khi là chú mặc dù trong lòng chú còn nghĩ thì chú cũng không mạnh dạn để làm như cô, không mạnh dạn. Tại vì người phụ nữ đó là hiện họ vẫn có cái ích kỷ, ai cũng vậy. Yeah. Họ vẫn có cái ích kỷ là phải bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình, và chú thì chú không có lang bang, chú không có là dây dưa, cho nên là nhiều khi là cô với chú không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng trong lòng chú có còn ký ức gì cô thì chú cũng không dám tỏ ra đâu. Yeah. Mà có khi chú cũng không ký ức gì cô nữa, là bởi vì chú rất là trách nhiệm với gia đình. Yeah. Bởi vì thời gian quen cô là cô biết chú, biết tính chú là rất trách nhiệm với gia đình, cho nên là chú không thể làm điều đó vì còn vợ con của chú nữa. Yeah. Cho nên á, cô lên cái lên mạng này là cô nhờ kênh Kết Nối Yêu Thương giúp đỡ cô, nhưng mà cô cũng mong gia đình của chú, vợ con chú mà nghe được thì cũng hiểu cho cô. Nghĩa là bây giờ nếu gặp nhau thì chỉ là để biết tin chú còn khỏe hay không, mắc hay còn vậy thôi. Yeah. Chứ còn với cô là cô cũng có một gia đình, cũng một gia đình như cô đã trình bày, không hơn ai, nhưng mà cũng gọi là nó có hài lòng với trong với quần chúng trong xã hội. Yeah. Cho nên là cô mong rằng nếu vợ con chú nghe như vậy cũng thông cảm, nếu gặp nhau cô với chú cũng là một tình tri kỷ thôi, chứ còn quý nhau thôi. Yeah. Chứ còn đúng rồi, không tuổi, có gì tuổi này rồi đâu có gì thay đổi đời được. Bởi vì giờ ai cũng trên 70 rồi. Yeah. Cũng đã về tối rồi chứ không phải là chiều nữa. Yeah. Cho nên chỉ cần biết bởi vì trên cõi đời này mà mình không biết là ai hơn ai, hay là ai đi sớm ai đi muộn, cho nên là lúc còn hơi thở còn tìm được nhau, thì còn quý nhau thì tìm được nhau để mừng cho sức khỏe và tình cảm của nhau thôi. Dạ, con rất là quý điều này cô. Vậy thì hồi nãy con nghe cô nói đó là chú về báo mộng là chú mất. Vậy thì thường đó thì trong các cái giấc mơ của cô đó thì cô thấy chú với trong cái bộ dạng là một người lính của ngày xưa hay là bộ dạng của một người bình thường? Cô cái hồi mà xa chú là chú mặc đồ trận như đồ như trong cái hình cô có đó. Mà khi mà chú báo mộng cho cô là lúc đó là chú mặc đồ tù, đồ trong tù á, trong cải tạo đó, mà mặc áo cổ tròn vậy đó, mà chú thủng, chú to người lên. Chú kêu tịch thượng luôn, Vấn ơi anh chết rồi, nói như vậy. Vậy à? Trời ơi, cho nên là cô rất là ân hận, cô rất là ân hận. Cô nói nếu mà
anh ấy mà có bề gì á là cô rất là ăn hận suốt đời, ăn hận ở chỗ là anh ấy đi cải tạo mà cô không vào thăm được để giúp đỡ gì anh trong lúc anh đang khó khổ, cho nên cô rất là ăn hận. Mà cái giấc mơ đó đã lâu chưa cô? Giấc mơ đó từ lúc mà cô mới có bầu con đầu cô á. Lúc mà anh đang nằm, anh còn đang cải tạo á. Dạ. Rồi từ đó về sau nữa thì cô có mơ không? Không, biệt luôn. Biệt luôn. Dạ. Dạ. Có một lần đó thấy thôi. Thấy thương quá ha. Cho nên cô rất sợ lỡ anh có bề gì. Mà cái hình ảnh mà chú mặc đồ tù cổ tròn đó thì là trước đó cô cũng đã từng thấy đâu đúng không? Chưa, chưa bao giờ thấy. Chưa bao giờ thấy. Trong thực tế là không thấy đúng không? Không, thực tế là ở ngoài là hiện thực là không thấy. À. Chỉ là gặp gỡ anh là những lần anh mặc đồ trắng thôi chứ chưa bao giờ gặp cái lúc anh mặc đồ sơ vin nữa. Bởi vì những lúc gặp nhau là anh mặc đồ trắng, anh đón đưa cô là mặc đồ trắng hết á. Phải chi mà con đăng tin lên được một hai ngày rồi nghe tin chú nói tôi đây nè, tôi đâu đã chết đâu. Trời ơi, được vậy thì cảm ơn trời. Thì mà vui biết mấy hả cô ha? Dạ, cảm ơn. Vậy là cô nói thiệt, không phải những là cảm ơn cộng đồng không mà cô còn phải gì nữa kìa. Bởi vì cái lúc mà ảnh báo tin mà ảnh như vậy, cô nằm mơ vậy, cô nói trời ơi lại trời, cho tôi có thể đánh đổi cái sự nghiệp tôi mà cho tính mạng ảnh được an toàn. Dạ, đó là điều mà cô cầu nguyện nhất. Thương quá. Thì thật sự mà nói là cô chia sẻ lên cái này đó thì nó có hai mặt cô. Gọi là cái mặt tích cực và cái mặt mà gọi là cái tình cảm thì phải nói rằng là con khâm phục cô luôn. Còn ngược lại đó thì đôi khi không biết là ông xã cô nghe hay là con cái cô nghe rồi không biết có buồn hay là có nghĩ gì hay không, chứ thiệt là đôi khi thấy cô nặng tình và cô quý trọng cái người đó quá. Thật ra thì con gái cô lúc đầu nó chưa hiểu, nó cũng hỏi sao mày cứ nhắc nhở gì. Tại vì hồi đó anh, cô với anh đi uống cà phê, anh có yêu cầu cái bản nhạc là quán cà phê mở là duyên kiếp á. Cho nên cô hay mở bản đó cô nghe. Là con gái cô nó la nó đi, sao cứ nghe Mạnh Quỳnh với Phi Nhung hát hoài vậy, mà không nghe ba nó hát. Cái cô nói con ơi, bác này là con phải hiểu cho mẹ, bác này là như một thánh nhân trong lòng mẹ. Thành tựu là bác này tốt lắm, bác rất là đàn ông mà bác không có một cái tính cách như là những người đàn ông khác. Bác rất là nghiêm túc cho nên mẹ rất quý bác ở chỗ đó. Cho nên là bác là một luôn luôn là một thánh nhân trong lòng mẹ. Vậy cái nó nói đúng rồi, cảm ơn bác thánh nhân, cho nên bác thánh nhân ngộ đại thằng khờ. Cho nên ba con hiền quá, ba con khờ, cho nên là thánh nhân khiến là bác nhường mẹ lại cho ba ha. Cho nên con cảm ơn bác. Chứ vậy là thôi tùy mẹ, chứ con không cản mẹ nghe nhạc ai nữa. Thật ra đó thì con cũng ngừa con nói vậy thôi, buộc miệng và thấy suy nghĩ thì con nói vậy thôi, chứ trong thực tế đó thì con nghe cô nói là khi mà cháu ngoại về nói là người ta nói là bạn của bà ngoại mất thì con gái cô cũng khóc. Thì cho nên là con hiểu được là cái tình cảm đó thì con gái cô cũng ngưỡng mộ cái hình ảnh đó, ngưỡng mộ cái hình ảnh đó. Chứ không có cái việc gì. Bởi vì cô kể cho nó là sao bác Hiếu rồi á, hồi đó cô làm thợ may mà thợ may nổi tiếng lắm cho nên cũng rất là nhiều bạn. Cho nên là cô nói chứ, mẹ nói thật với con á, sao bác á, bao nhiêu người đến với mẹ mà đó là cái quyền người ta và cái ý người ta, chứ mẹ không có ý gì người ta. Nhưng mẹ thấy chẳng ai là có một tính đàn ông đàng hoàng như bác ấy hết á. Bác rất là đàng hoàng chững chạc. Cô bây giờ cô còn kính trọng anh ấy là bởi vì cái bản chất của anh rất là đứng đắn, rất là đàng hoàng. Không nhìn xiên nhìn xéo ai hết. Mà hồi đó bạn cô rất là đông, mà bạn những người đẹp không chứ. Cô là một cô gái lọ đêm ở dưới quê mới lên. Cô rất là nghèo, rất là khổ, một cô gái thợ may nghèo thôi. Mà anh nó nghèo xấu mà quê mùa lắm, không hiểu biết gì hết á. Mà anh nó vắt để ý đến cô. Anh không có để ý những người bạn của cô. Rất là quý anh ở chỗ đó. Một tấm lòng của anh mà anh rất là cao thượng, không có một ý lợi dụng gì hết. Rất là đàng hoàng. Theo con nghĩ là đôi bên á là quý trọng nhau và nhìn thấy cái bản chất của nhau. Đúng rồi, thấy nhìn bản chất của nhau. Nên thật sự mà nói là chú nhìn không lầm người. Tại sao chú không có quen những người đẹp khác mà lại quen cô và
dành tình cảm cho cô, cho nên là có thể chú thấu hiểu được cái nội tâm của cô và thấu đúng hiểu rồi. Con người của cô. Đúng rồi. Cụ thể là đến bây giờ mà cô vẫn còn quý trọng cái tình nghĩa đó, có nghĩa là đúng chú rồi. Nhìn không có lầm. Bên cạnh đó đó thì là chú cũng thế nào đó thì cô mới quý trọng chú đến mức mà bây giờ cô vẫn đi tìm đúng chú. Đúng rồi. Yeah. Nếu ảnh mà có một cái tính nham nhở như những người đàn ông khác thì chắc cô không quý đâu. Thật sự á. Dạ đúng rồi. Vì cái bản chất nghiêm túc của chú và với một cái tấm lòng cao thượng của chú á, và không không cần mà mình phải biết như thế nào, chú vẫn là một người tốt, một người đàn ông tốt, cho nên là cô kính trọng là ở chỗ đó, cô quý là quý ở chỗ đó. Và cô đánh giá được con người của chú, cô chưa biết gia đình chú nhưng mà cô vẫn đánh giá được gia đình của chú là phải thuộc dạng gia đình cái tầm cỡ được giáo dục cũng không khác nào gia đình cô, nhưng mà về cái cuộc sống kinh tế thì gia đình chú chắc chắn là hơn gia đình cô. Bởi vì gia đình cô lúc đó là đang ở vùng chiến tranh. Cái ông coi như đảo chính ông Diệm là cô đã ở vùng của cách mạng rồi. Mãi đến khi mà 13 tuổi là cô đã ở với cách mạng, đến 17 tuổi cô mới chạy khỏi. Mà lúc cô chạy là cái chiến tranh nó nặng hơn cái Ukraine bây giờ. Cô chạy lộn với đạn mà cứ trực thăng, mà trực thăng nó có một cái học đằng trước là bằng kính không đó, là cứ nó đứng thẳng nó rà sát mà nó thấy mình vậy là nó đứng thẳng đó là nó bay, còn khi nó vô mà nó thấy được ông là nó hạ xuống nó bắt luôn. Mà chạy lộn với đạn là chạy chỉ có một bộ quần áo trong mình thôi, cho nên lên đó cô rất là nghèo khổ, cô rất là khổ. Cho nên lúc đó cô gặp anh Hiếu là cô cũng rất là mặc cảm, bởi vì mình nghèo không dám mơ mộng là anh ấy là một sĩ quan, thành thử cô không dám nghĩ tới. Thưa cô, trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì thực sự là con thấy khâm phục cái tình cảm của cô trước, bởi vì cái vấn đề là bao nhiêu năm như vậy mà cô vẫn luôn trọng tình trọng nghĩa thì con rất là ngưỡng mộ về cái điều đó. Rồi thưa cô đó là con muốn hỏi thêm về cái thông tin, hoặc là con xin tóm tắt lại cái thông tin để chúng ta sẽ cũng kết thúc lại buổi trò chuyện, vì con thấy thời lượng cũng khá là dài. Thì thông tin của cô bày tỏ hôm nay là chú tên là Hiếu. Đúng rồi. Là năm nay khoảng chừng 74-75 tuổi. Đúng rồi. Thì được nghi ngờ là ở các tỉnh miền Tây. Đúng rồi. Nghi ngờ là ở các tỉnh miền Tây. Bên cạnh đó thì trong gia đình của chú Hiếu thì có một người em tên là Bích Vân, và có một người làm dược sĩ. Người em tên Bích Vân là đi du học vào thời điểm đi du học bên Úc vào thời điểm 71, năm 1971. Là tại vì cái thời đó mà nữ mà đi du học nước ngoài thì cũng rất là ít, cho nên cũng có thể. Còn ba của anh Hiếu đó, chú Hiếu đó là tu sĩ. Tu tại gia. Còn trước đây cái chức vụ của chú là sĩ quan công binh. Đúng rồi. Sĩ quan 20 công binh. Sĩ quan 20 công binh. Ở Pleiku. 20 công sĩ quan 20 công binh Việt Nam Cộng hòa chứ không phải công binh bây giờ. Công binh Việt Nam Cộng hòa. Ở Pleiku vào năm 70-71. Và cuối năm 72 thì chú đi cải tạo. Đúng rồi. Không. Gần cuối năm 72 là chú đổi vào thác Phú Cường. Rời cô vào thác Phú Cường. Nơi đó cũng gọi là thác Phú Cường, mà bây giờ cũng có đang gọi là thác Phú Cường. Mà hồi đó là thác Phú Cường thuộc tỉnh Tây Cu. Mà bây giờ là thác Phú Cường huyện Chư Sê. Tỉnh Gia Lai. Mà nó cũng trực thuộc Pleiku luôn. Còn cái cải tạo là phải sau 75 thì mới cải tạo. Đúng rồi. Cải tạo thì từ cái ngày mà giải phóng phóng Pleiku á, là coi như là gọi là sau 17 tháng 3 dương lịch á, năm 75 á, là chú khi giải phóng Pleiku rồi là chú được đưa đi cải tạo. Ở địa danh là gọi là ở trại cải tạo đó là Lê Bông hoặc là hoặc là Gia Trung gì đó. Hai trại cải tạo đó gần nhau. Nó cũng chung một huyện Mang Giang luôn. Cho nên là cô có đi thăm nhưng mà cô không đủ cái giấy tờ để chứng minh là người thân của chú, nên cô không được vào thăm. Cho nên cô biệt
tích tới giờ luôn. Biệt tích tới giờ. Cô không biết cái sự còn mắt của chú thế nào. Yeah. Cô rất mong muốn là được biết chú bình an hay không. Yeah. Cô chỉ nhiêu đó. Cô lên mạng này là cũng vì cô nhờ chương trình gì giúp cô tìm là cũng vì cô muốn biết cái an nguy mắt còn của chú. Yeah, yeah. Nên cô đi tìm vậy thôi. Chứ yeah. không phải cô có một cái ý gì. Dạ yeah, con hiểu. Tuổi này rồi bây giờ còn ý đúng gì rồi. Nữa. Chứ yeah. bây giờ cũng gần đất xa trời rồi. Yeah. Giờ cũng gần đất xa trời rồi. Yeah. Mà nói chung cái này mà chồng con cô không ủng hộ thì cô cũng không làm. Không làm được. Bởi vì từ yeah. Gia Lai mà xuống đây nó xa lắm cháu. Yeah. Với hơn nữa cô thấy mình cũng mạo hiểm quá. Yeah. Với hơn nữa là gặp cháu rất là khó, rất là yeah. khó. Cho nên cô đi thật sự ra cũng nhờ sự ủng hộ của cô em cô á. Yeah. Là cô cũng nhất định là đi. Gặp không yeah. gặp cũng được. Đi cho nên hôm qua cô xuống... ở văn phòng này không gặp được cháu, cô không biết yeah. là có tìm gặp được cháu hay không, cho nên yeah. Cô có một chút quà mọn ở quê cô á, yeah. là cô gửi cho cái cô ở chỗ này yeah. cho nên cô không biết gặp hay không yeah. thì cô mong rằng cháu cũng vui vẻ yeah. và mong chương trình giúp đỡ giùm cô yeah. với tất cả cộng đồng thân thương gần xa giúp đỡ giùm để cho mình cô sớm tìm được, sớm nhận được tin tức của anh Hiếu dù ảnh như thế nào. Dạ. Yeah. Cũng mong biết được địa chỉ quê hương của ảnh để yeah. cô đến tận nơi để cô biết được cụ thể bản yeah. thân ảnh hiện tại như thế nào. Chỉ yeah. vậy thôi. Để mừng cho ảnh thôi chứ còn cô thật ra cô cũng phải bảo vệ gia đình cô chứ. Dạ. Yeah. Vậy. Rồi thưa cô thì cái thông tin con cũng đã nắm được và con cũng nhận thấy rằng là cái sự tha thiết của cô rất là lớn. Thì cụ thể là thưa quý vị là ngày hôm qua thì cô đã đến ở đây và tìm Tuấn Vĩ không gặp. Thì cô đã tìm mọi cách và tìm đến nhà Tuấn Vĩ luôn. Và tối hôm qua thì Tuấn Vĩ đã gặp cô tại nhà của Tuấn Vĩ. Nên Tuấn Vĩ hẹn cô sáng hôm nay. Nên là thật sự mà nói là cái việc mà cô làm đó thì thấy đầy quyết tâm. Nên là cũng không có lý do gì mà Tuấn Vĩ lại từ chối cái việc này. Bên cạnh đó thì cảm ơn những món quà của cô đã dành cho con. Và cô cũng có gửi tiền để làm từ thiện. Con rất là cảm ơn cô về điều đó. Thay mặt cho những người khó khăn, con cảm ơn cô. Và giờ đó cô thì con thấy thời lượng nó cũng dài đó. Dạ. Nên vì vậy cho nên là con xin được kết thúc buổi trò chuyện hôm nay cô ha. Cô nhắc trí. Dạ. Cảm ơn cháu. Trước khi kết thúc chương trình thì cô cũng xin gửi đến lời cầu chúc đến chương trình là luôn... Gia đình của Tuấn Vĩ luôn được bình an hạnh phúc và Tuấn Vĩ và chương trình luôn gặp may mắn và thành công trên vạn nẻo đường từ thiện kết nối yêu thương. Và xin gửi đến quý vị gần xa trong cộng đồng luôn có một cuộc sống bình an hạnh phúc. Yeah. Và qua đây thì cô cũng xin thưa với chương trình và thưa với tất cả quý vị trong cộng đồng, bạn bè gần xa, thân thương. Nếu ai mà tìm được giúp đỡ tích cực mà tìm được nhờ báo được thông tin này thì cô khi mà cô nhận được thông tin này cô xin hậu tạ là 20 triệu Việt Nam đồng yeah. cho người báo tin. Và kế tiếp theo đó cô vẫn biết chương trình không cần nhưng mà đây với cái tấm lòng cô là cô xin gửi đến cô sẽ gửi đến chương trình với cái số tiền là cũng 20 triệu Việt Nam đồng để chương để là coi như là yeah. tiếp yeah. sức một cái phần nhỏ một yeah. cái phần nhỏ để mà chương trình để làm lộ phí cho chương trình trên con đường thiện nguyện và kết nối yêu thương yeah. để giúp đỡ mọi người yeah. đó là thưa cô thì con xin cắt lời dạ yeah, con cắt lời cô chút xíu là con rất là cảm ơn cô đã quan tâm cũng như là đã có ý hỗ trợ cho chương trình của con. Thì về cái việc mà hậu tạ cho người báo tin là một cái việc mà hết sức là cần thiết, như trong thời gian qua con cũng đã từng áp dụng áp dụng và nó cũng thật sự nó mang lại hiệu quả rất là cao. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì chẳng hiểu chương trình nó rất là hay á. Dạ. Chẳng hạn như ai đó nghe cái câu chuyện này ở xóm dưới. Đúng rồi. Ví dụ như là biết được là gia đình ở dưới có cái chị Bích Vân và có một người làm dược sĩ trong gia đình và cũng đâu đó hình như nghe có anh trai tên Hiếu, ví dụ như vậy, thì họ sẽ sẵn sàng họ đi xác minh cho mình. Đúng. Và họ sẽ báo cho con. Cái điều đó nếu ví dụ như có tiền hậu tạ thì cái việc mà động lực thì nó sẽ có, và hơn nữa là cái tiền chi phí xăng xe này kia cho người ta.
À, còn đối với cá nhân con đó thì từ hồi nào giờ con làm là con không có lấy một đồng phí nào cô ha, cho nên là cô quan tâm thì con rất là cô đồng ý là dạ. chương trình không cần cái tiền phí đó nhưng đó là tấm lòng của cô là đó cũng như là cô tấm lòng cô nhờ chương trình ủng hộ cho những tiếp bước trên con trình vạn nẻo đường, nói chứ cũng còn gặp cái này cái nọ để mà hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc trong khi mà chương trình đi làm việc thì đó là cái tấm lòng của cô gọi chứ không phải cái đó chương trình cần mang tính từ thiện là con hoan nghênh bởi vì là cũng đâu đó có những cái hoàn cảnh khó khăn mà trong thời gian qua con cũng giúp hoặc là trong sắp tới thì nếu ví dụ như cô gửi để hỗ trợ cho những hoàn cảnh đó thì con rất là hoan nghênh. Thì con cũng nói lên cái quan điểm của mình như vậy cô ha. Hồi nãy con có nghe cô nhắc đến cái việc là trước đây cô và chú thường mở cái bài duyên kiếp cho cô nghe. Không phải thường mở mà đi vào quán cà phê uống cà phê hai người uống cà phê với nhau là chú mới yêu cầu quán cà phê mở bản đó. Mở bản đó. Đúng mà rồi. Cho dù chưa xa cách mà lại đặng nghĩ đến cái chuyện đúng là rồi. Cái bài đó ha. Cho nên bây giờ cô mở bản nhạc ra ra cô thấy giống y luôn á. Giống y là hầu cô với chú quen nhau, chú cũng đưa đón cô những cái buổi chiều như vậy. Rồi có cô nhớ nhất là cái đoạn là dù rằng dòng đời chia cách tình ta, phút giây ban đầu vẫn không phai nhòa. Cho nên bây giờ cô nghĩ vẫn không phai nhòa với phút giây ban đầu. Cho nên cô rất trân trọng, cô rất quý cái bản nhạc đó. Sao ngộ quá ha. Có nghĩa là hình như cái linh cảm sao cái linh cảm ha, cái việc đó nó chưa tới đúng mà rồi, chưa lại, tới lại... mà lúc mới quen nhau á cháu. Cho nên cô luôn luôn cô áy náy trong lòng, cô nói đây là có lẽ là ý trời. Chứ còn mình mến ảnh, mình quý ảnh vậy mà ảnh cũng rất là quý mình, mà tại sao cô lúc đó cô trả lời theo một cái cách mà thẳng thừng vậy. Cô xin là cô được làm em gái ảnh chứ cô không thể. Là bởi vì cô cũng nói đây là hơi nhiều nha. Chứ nó hơi dài. Nói chung là gia đình cô là 5 anh em trai mà có mình cô là con gái thôi, mà cái thời đó là ba má cô là sống trong gia đình phong kiến, cho nên con gái là không cho học nhiều. Học nhiều là viết thơ cho trai, cho nên không cho học nhiều, nói học tới đó là được rồi, còn để tất cả con trai đi được đi học. Mình mỗi mình cô là làm để mà lo trang trải cho các anh, thời đó mà ăn học ở Sài Gòn và trốn lính nữa, nó rất là tốn tiền. Mà ba cô thì cũng đi tu, ba cô cũng tu tại gia luôn. Rồi mẹ cô thì già mà có một mình cô là người gia chính trong gia đình, nên cô không thể bước vào hôn nhân nào vào lúc đó. Cô cắn răng cô chịu đựng mà để cô lo cho gia đình cô cho trọn chữ hiếu, cho nên là cô đã để cho một cái mối, một cái sự đau đớn trong lòng cô tới bây giờ. Rồi cô, nói chung là thật sự là con đang còn nhiều điều con muốn hỏi và nhiều điều con muốn tâm sự. Đúng rồi, nhưng mà cái thời gian nó không cho phép. Mình nói cái nội dung chính là tìm người đi cô ha. Rồi. Cũng rất cảm ơn cháu. Vậy rồi một lần nữa con xin chúc cô sức khỏe và hy vọng trong một ngày không xa thì nghe đâu đó tiếng điện thoại reo lên và nói tôi nè, tôi là Hiếu nè, tôi đã chết đâu. Cảm ơn cháu, rất là cảm ơn cháu. Cô cũng rất mong điều đó. Nhưng mà cô cũng không hy vọng nhiều, hy vọng lắm rồi lỡ cái chừng cái hòa ra là mình thất vọng. Dạ đúng rồi. Cho nên mình phải có một cái tự tại. Dạ đúng. Mình nhờ chương trình thì nhờ, nhưng mình phải có một cái tự tại chuẩn bị sẵn tâm lý. Để khi mà gặp hỏi một cái tin không may thì mình khỏi hụt hẳn. Khỏi hụt hẳn. Còn nếu mà được may mắn vậy thì cũng mừng nhưng mà không quá mừng. Cũng mừng nhưng mà được như ý. Con hiểu cái ý của cô. Đúng con rồi. Thấy vậy là con đáng vui vì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước cái điều đó. Cô ha. Rồi. Rồi vậy mình chào tạm biệt nhau cô ha. Xin tạm biệt chương trình và tạm biệt tất cả quý vị thường theo dõi chương trình kết nối yêu thương của Tuấn Huy. Chúc quý vị trong cộng đồng xa gần luôn được bình an hạnh phúc. Vậy con chào cô nha. Chào cháu.